Em chào cả nhà mình nha. Em là nhân vlog 1989 đây. Em chúc cho mọi người luôn thật là nhiều sức khỏe nha. Những ngày cuối năm công việc của mình thuận lợi nha. Để mình đón một cái Tết thật là vui vẻ. Trong video ngày hôm nay thì để theo nhu cầu của rất là nhiều anh chị em cô chú thì em sẽ giới thiệu với là mọi người một cái mẫu hồ của mình nó dao động tầm cỡ khoảng 3 cho đến 5 khối nha. Sở dĩ mình chia sẻ cái mẫu hồ này là tại vì có rất là nhiều anh em cái thời gian gần đây á, mọi người làm những cái hồ chánh nha, nó dao động tầm cỡ khoảng 3 đến 5 khối. Và cái số lượng trong cá mình nuôi nó hơi dày á. Cái lọc ngày xưa thì mình làm nói chung là nó không có được lớn lắm. Thì bây giờ lỡ mình nuôi cá nó hơi nhiều rồi. Bây giờ cái cách thức mình làm như thế nào để cho cá của mình nó khỏe mạnh, nó phát triển tốt, nó không bệnh tật. Thì mọi người nhờ mình chia sẻ một cái video, thứ nhất là giao lưu nè, thứ hai là giới thiệu hệ thống lọc, và cái thứ ba là cũng đưa ra một vài cái góp ý cho anh em. Tại vì hiện tại bây giờ những cái tỉnh ở ngoài miền Bắc của mình á, cái thời tiết nó khá là lạnh luôn, để cho mọi người có thể là tham khảo cái cách để mà mình điều chỉnh cái chế độ ăn cho cá, để giúp cho cá của mình nó vượt qua cái giai đoạn này. Thì để đáp ứng yêu cầu của mọi người thì trong video này mình mời anh chị em cô chú cùng với là mình sẽ ghé nhà của anh Đăng nha, để mình tham quan một cái mẫu hồ này của mình, nó dao động tầm cỡ khoảng gần 5 khối. Và đặc biệt hồ này của anh Đăng á, đây là cái hồ thứ hai nha cả nhà. Có nghĩa là lúc ban đầu khi mà anh Đăng làm hồ này á, nói chung là lúc đó là anh cũng chưa có cái kinh nghiệm. Thì ngay cho cái phần lọc của mình, xử lý nước nè, mình làm chưa có được tốt, thì anh cũng đã tham khảo rất là nhiều nơi rồi. Và cuối cùng anh Đăng ảnh làm cái hồ này của mình, thì đến thời điểm hiện tại bây giờ gần 2 năm rồi, nước trong cá khỏe dạng người. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ hồ của anh Đăng lên, thứ nhất á là giao lưu với là mọi người, thứ hai là giới thiệu hệ thống lọc hồ của anh Đăng, và cái thứ ba trong video này mình sẽ đưa ra cho anh chị em cô chú mình một vài cái lời khuyên để ở nhà, nếu mà hồ của mình tương tự giống như của anh Đăng, mình nuôi cái số lượng cá nó hơi nhiều như vậy nè, thì mình có thể là tham khảo xem coi là mình có thể là áp dụng vào bên trong hồ của mình hay không nhé. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Để bây giờ em sẽ quay toàn bộ không gian hồ của anh Đăng cho mọi người tham quan nha. Đây là khung cảnh hồ của anh Đăng nè mọi người. Hồ này của mình chiều dài tính luôn cả lọc là 4m nha cả nhà. Chiều ngang của mình là 2m, và mực nước trong hồ anh Đăng đang để là gần 1m nha. Như vậy là mình tính ra hồ chánh và lọc của anh Đăng nó rơi vào tầm cỡ khoảng gần 8 khối nha. Trong hồ thì anh Đăng đang làm là 2 hút đáy 76 và 1 hút mặt 76. Mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chánh qua hệ thống lọc của mình. Ở nhà nếu mà anh chị em cô chú nào mình đang dự định làm những cái hồ mà hồ chánh nha, tầm cỡ khoảng 3 khối, 5 khối giống như hồ của anh Đăng á, thì mọi người chú ý ngay chỗ cái phần mà đi hút đáy với lại hút mặt nha. Tối thiểu nhất là ống 60. Và để mà nó hợp lý luôn thì mình có thể là đi 2 hút đáy, 1 hút mặt và 1 hút lửng nha. Có thể là hút đáy mình đổi thành ống 90 luôn cũng được. Cái này thì lúc trước khi mà anh Đăng làm á, ảnh đi 2 hút đáy của mình là 76, 1 hút mặt của mình là 76. Thì anh Đăng ảnh cũng có chia sẻ như là mình, là do lúc đầu khi mà làm á, cái hệ thống lọc của mình nó hơi nhỏ. Thì khi mà hệ thống lọc của mình nhỏ như vậy á, mình làm như thế nào để mà cá trong hồ của mình nó khỏe mạnh nè, phát triển tốt 2 năm rồi không bệnh tật, cái điều đó cực kỳ quan trọng nha. Mình thấy hiện tại bây giờ có rất là nhiều anh chị em cô chú mình áp dụng cái công thức, có nghĩa là hồ của mình một khối thì mình nuôi từ 1 đến 2 con. Nhưng mà hồ chánh của anh Đăng ở đây tầm cỡ khoảng là 6 khối thì anh Đăng ảnh nuôi là 40 con nha cả nhà. Con size lớn nhất của mình là 60 và size nhỏ nhất của mình là 40. Như vậy là nó quá tải so với lại cái yêu cầu của mọi người. Nhưng mà theo cá nhân riêng của mình nha, cái điều quan trọng ở đây không phải là hồ một khối mình nuôi 1-2 con, mà cái hồ của mình 6 khối giống như của anh Đăng mình nuôi 40 con là mình nuôi không được đâu cả nhà. Quan trọng nhất là ngay chỗ cái phần lọc. Mà hồi nãy cái hệ thống lọc của anh Đăng mình chia sẻ rồi, nó rất là nhỏ so với lại cái hồ chánh của mình. Thì bây giờ mình sẽ rút ngắn cái thời gian lại. Ví dụ như cái hồ thông thường mọi người làm cái hệ thống lọc của mình á, theo cái công thức là 1/3, thì hồ chánh của anh Đăng ở đây là 6 khối. Anh em sẽ làm cái hệ thống lọc của mình ít nhất phải là 2 khối. Thì bây giờ cái lọc của mình lỡ ban đầu mình làm nó nhỏ rồi, thì thay vì 2 khối hệ thống lọc bằng 1/3, 2 tháng, 1 tháng mình vệ sinh một lần, thì bây giờ mình sẽ rút ngắn lại. Do cái không gian của mình nhỏ, nó không có đủ cái thời gian không gian để mà nó lắng phân. Thì bây giờ thay vì 2-3 tháng mình vệ sinh thì có thể là tầm cỡ khoảng 1 tháng mình vệ sinh ngăn lắng của mình một lần. Rồi 3 ngày đến 5 ngày mình sẽ xả cái lắng ra một lần để mình giảm tải lại. Tại vì khi mà ngăn lọc của mình nó nhỏ mà mình để lâu nữa, theo như người ta thì mình theo không kịp. Đó, nên là mình sẽ rút ngắn cái thời gian lại. Thì đây là cái cách mà anh Đăng đang làm. Đến thời điểm hiện tại bây giờ 2 năm hơn rồi, nước trong cá khỏe dạng người. Như mọi người cũng thấy là cá trong hồ của mình rất là khỏe mạnh, và nước hầu như là không có cặn li ti luôn nha. Bây giờ ngay chỗ phần lọc của anh Đăng ảnh làm như thế nào mà 2 năm rồi nước của mình nó trong cá của mình nó khỏe được như vậy, bây giờ mình sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết để cho mọi người xem cho nó kỹ luôn nha. Để bây giờ mình sẽ quay thật là chậm ngay chỗ phần lọc của anh Đăng cho mọi người xem cho nó kỹ luôn nha.
Lọc của anh đang ở đây thì cơ bản cũng giống như của anh em mình thôi, cũng là 3 ngăn, một ngăn lắng, một ngăn GMAT và một ngăn bơm. Hai hút đáy 76, một hút mặt 76 sẽ nối vào trong ngay chủ ngăn lắng nha. Mình xài GMAT với lại chổi. Sau đó nước sạch của mình á, nó sẽ qua rất là nhiều lớp GMAT. Anh em cố gắng sắp cho nó dày giống như của anh Đăng nha. Rồi sẽ lại ngay chủ ngăn bơm. Bơm thì hiện tại bây giờ anh Đăng đang xài hai bơm nha, một bơm 14.000 và một bơm 8.000. Như vậy là tổng bơm trong hồ của anh Đăng hiện tại bây giờ là 22.000 lít trên giờ. Mình sẽ trả về hồ vừa làm luồng cũng như là tạo oxy luôn nha. Trong ngay chỗ ngăn bơm thì anh Đăng có bỏ thêm xứ lọc nữa. Anh em có thể là xài nham thạch cũng được, mình cho nó vào trong cái túi nha. Tại vì mấy cái viên nhỏ đó, sợ nhiều khi là cái bơm của mình hút vào nó bị gãy cánh quạt nha cả nhà. Quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay, đó là đối với lại những cái mẫu hồ mà hệ thống lọc của mình nhỏ giống như của anh Đăng, mình nuôi cá số lượng nó dày và đặc biệt là vào những cái mùa gần Tết á, nó lạnh như thế này nè, mình làm như thế nào để cho cá của mình nó khỏe mạnh. Cái đầu tiên đó là mọi người sẽ giảm tải cái hàm lượng thức ăn lại nha. Ví dụ như mình nói là mỗi ngày mình cho ăn 3 cử, thì bây giờ lạnh quá mình có thể là giảm lại, mỗi ngày chỉ một cử thôi, còn không thì cách một ngày mình cho ăn một lần cũng được. Cá coi này nó nhịn ăn hay lắm, mọi người đừng có sợ là nhịn một ngày hai ngày sẽ ảnh hưởng đến cá nha. Sau này khi mà cái thời tiết của mình ấm lên á, lúc này mình thúc lại tầm cỡ khoảng tuần hai tuần là cá của mình nó sẽ lên cân, nói chung là cái body của nó sẽ tròn lại thôi, mình đừng có lo ngại cái vấn đề đó nha. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái hệ thống lọc của mình nó nhỏ giống như của anh Đăng á, thì giống như hồi nãy mình có chia sẻ rồi, tầm cỡ khoảng một tháng thì mình sẽ vệ sinh một lần. Ở đây thì anh Đăng rất là kỹ nha, do số lượng cá mình nuôi nó hơi dày và cái ngăn lọc của mình nó hơi nhỏ, nên là 10 ngày anh Đăng anh sẽ xả cái lắng ra 30% nước và mình cho nước mới vào. Cái tiếp theo nữa là vào cái mùa lạnh này, ngoài cái việc mà mình giảm tải cái hàm lượng thức ăn nè, rồi mình thường xuyên thay nước, thì cái hàm lượng oxy cực kỳ quan trọng nha. Anh em có cái sủi oxy thì mình sục oxy càng mạnh thì càng tốt. Đó, nhiệt độ mà nó xuống thấp á, anh em sục oxy càng mạnh càng tốt, nó sẽ giúp cho cái nhiệt độ trong nước của mình á hạn chế xuống thấp. Ví dụ như ở trên đi, ở trên bình thường của mình đi, là cái nhiệt độ nó rơi vào tầm cỡ khoảng 15. Nhưng mà khi ở dưới mình sục oxy mạnh như vậy, nó sẽ cao hơn 15 một tí xíu nha, thì cá của mình nó sẽ hạn chế bị ảnh hưởng. Ở đây là một vài cái mà mình lưu ý để anh em nào hiện tại bây giờ, đặc biệt là mình ở những cái tỉnh miền ngoài mà cái thời tiết của mình á nó xuống quá thấp, thì mình có thể là áp dụng ha. Cái đầu tiên đó là mình sẽ sục oxy cho nó thật là mạnh nè. Cái thứ hai là mình sẽ giảm cái hàm lượng thức ăn lại. Ví dụ như mỗi một ngày mình cho ăn 10 phần thì mới đang lạnh quá mình cho ăn tầm cỡ khoảng 2 phần 3 phần thôi. Tại vì lạnh quá thì nhiều khi con cá coi này của mình á, cái hệ tiêu hóa của nó không được tốt, mình cho ăn nhiều quá thì nó tiêu hóa không được á, cũng sẽ ảnh hưởng đến cá của mình. Và cái vấn đề thứ ba cực kỳ quan trọng đó là hệ thống lọc của mình. Lỡ như mình làm nhỏ giống như của anh Đăng thì bây giờ mình sẽ rút ngắn cái thời gian vệ sinh lại. Giống như hồi nãy mình có chia sẻ rồi, người ta thì thông thường 2 tháng 3 tháng vệ sinh lần thì mình tối đa nhất là 1 tháng nha. Còn không thì tầm cỡ khoảng 10 ngày 2 tuần mình sẽ xả 20-30% nước giống như của anh Đăng đã làm đến thời điểm hiện tại, bây giờ là gần 2 năm nha cả nhà. Thì đó là cái quy trình mà anh Đăng làm lọc, cũng như là cái quá trình mà anh vận hành vệ sinh thay nước để giúp cho nước trong hồ của mình trong, cá của mình khỏe mạnh. Đến thời điểm hiện tại bây giờ hồ của mình hoạt động 2 năm rồi, nước trong cá khỏe, không hề bệnh tật nha. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào hiện tại bây giờ mình đang ở những cái tỉnh mà nhiệt độ của mình xuống thấp giống như Hà Nội của anh Đăng á, mà mình thấy cá trong hồ của mình sợ nó bị ảnh hưởng, thì mình có thể là áp dụng theo cái cách làm của anh Đăng nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh anh Đăng, em cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là chi tiết hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì em chúc cho anh cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Em chúc cho công việc của anh Đăng làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Đăng chia sẻ nào quýt thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe